Đây là một đại hội đỉnh của nhà trong ngõ đỉnh đấy. Đại hội chó mèo ở S Channel. Đây là nào, tránh ra để quay nào. Ôi, nó quay à? Chết rồi, em cũng phải nhìn. Em đây là cheese mới. Rồi, ai với nhỉ? Đây. Ra đây. Mình sẽ giới thiệu cho bạn con thứ hai. Xin chưa? Con tên gì anh? Su. Thích nhỉ? Xấu Su. Su Hào. Ok. Còn con nào nữa? Ơ, mất con ấy của anh Phong rồi. Mình đâu đi ấy rồi. Chuẩn bị thay vào con mèo. Con mèo thì chắc là em nằm dưới đất. Xoay ra đi anh uống đi. Mình thượng xoay ra. Chó. Xinh nhỉ. Nhìn béo nhỉ, nó mập luôn. Các bạn ạ, à, con này nó to hơn cả con chít mớt. To hơn con chó. Con chít mớt sợ. Kìa, chít mớt tuổi gì. Con chít mớt sợ con nào cũng xô mà. Vả đấy. Rồi đấy, sao con mèo. Nhanh anh chị. Sao con mèo đấy. Thật bự. Con này thì không có để mà ăn, nhìn nó trông nó khổ. Người nó bé tí. Xoay 2 đi. 2. Nhưng mà con này không biết bắt tay nhỉ. Đi đồ biết bắt tay. Chả không khôn, con này chỉ xinh thôi. Rồi chuẩn bị chút nào. Tí. Chinh chinh. Con này kiểu tiểu vi ý. Cứ nói để bông thay pin nhé. Na. Hồi. Đó, một ngày chỉ quay đi quay lại với chó mèo.